Thưa quý vị, một sự kiện hiện đang thu hút sự quan tâm của người dân Vương quốc Anh cũng như là trên khắp thế giới, đó là đại lễ kỷ niệm 70 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Là quân vương có thời gian cai trị lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được giới học giả đánh giá là luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách thận trọng, đáng kính và đầy trách nhiệm. Bà đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần tạo nên một giai đoạn lịch sử thịnh vượng của xứ sở sương mù. 7 thập niên trên ngai vàng của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng là khoảng thời gian của những biến động thời cuộc diễn ra liên tục. 7 thập niên đó cũng đã định hình một nữ hoàng gần gũi với dân chúng Anh. Bà đã thể hiện đúng vai trò một nhà lãnh đạo quân chủ lập hiến, nhưng đồng thời cũng rất gần gũi chân thành. Bà đã xây dựng được hình ảnh một chính trị gia đáng ngưỡng mộ và kính trọng, không chỉ ở trong nước mà với toàn thế giới. Kể từ ngày 2 tháng 6 năm 1953, khi công chúa Elizabeth Windsor được trao vương miện nữ hoàng Anh tại tu viện Westminster ở London, cho tới nay, khi đã ở tuổi 96, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị luôn là biểu tượng cho sự đoàn kết của đất nước, giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân. Cũng trong giai đoạn này, nhiều sự kiện và hoạt động của Hoàng gia Anh được truyền hình trực tiếp cho dân chúng cùng chứng kiến, tạo nên một sức sống mới cho Hoàng gia, mở ra những năm tháng đầy hứng khởi trong thời đại mới. Dưới thời đại trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Vương quốc Anh đã ghi nhận rất nhiều sự đổi thay mạnh mẽ, đặc biệt là về mặt xã hội. Về đối ngoại, bà luôn duy trì mối quan hệ cân bằng và uy tín. Tôi nghĩ là không ai làm tốt hơn bà. Không chỉ là nguyên thủ của Anh, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị còn là nguyên thủ của khối thịnh vượng chung, tổ chức liên chính phủ gồm 53 quốc gia thành viên, hầu hết từng là lãnh thổ của đế quốc Anh. Ngoài Anh, bà còn là nữ hoàng của 15 quốc gia khác trong khối, trong đó có Canada, Australia và New Zealand. Bà đã đến thăm hơn 120 quốc gia. Sự tận tâm và cống hiến của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong suốt 7 thập niên trên ngai vàng đã khiến người dân Vương quốc Anh kính trọng và ngưỡng mộ bà. Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh nữ hoàng xinh đẹp của chúng tôi ngồi uống trà và chứng kiến lễ kỷ niệm hoành tráng này dành cho bà. Tôi nghĩ rằng bà sẽ khóc khi hiểu rằng chúng tôi yêu quý bà đến nhường nào. Bà mãi là nữ hoàng của chúng tôi. Bước sang tuổi 96, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hoàng gia của mình và chưa từng đi ngược lại với lời hứa từ 70 năm trước. Cả cuộc đời tôi, dù là ngắn hay dài, sẽ dâng hiến để phục vụ cho mọi người. Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra đêm qua tại kho chứa container ở miền đông nam Bangladesh, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương. Hiện phần lớn đám cháy đã được kiểm soát, song vẫn còn nguy cơ một số container chứa hóa chất phát nổ. Đám cháy bùng phát vào lúc nửa đêm tại cơ sở kho bãi container trên đất liền, cách cảng biển lớn Chittagong của Bangladesh khoảng 40 km. Một số container chứa hóa chất đã phát nổ, nhấn chìm mọi thứ xung quanh trong biển lửa và làm rung chuyển các tòa nhà dân cư cách đó vài km. Trong số 300 người bị thương thì có ít nhất 40 lính cứu hỏa và 10 cảnh sát. 3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng. Dự đoán số người thiệt mạng có thể tăng lên vì có khoảng 20 người trong tình trạng nguy kịch với mức bỏng từ 60 đến 90% cơ thể. Giới chức chính quyền vùng Chittagong đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy. Điều đáng nói là một số container tại kho bãi tư nhân này có chứa hóa chất. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết là các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này và dự đoán lợi nhuận từ xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ tăng vọt trong năm nay. Sản lượng dầu của Nga trong tháng 5 vừa qua tăng 5% so với tháng 4 lên 43,1 triệu tấn, tương đương với 10,19 triệu thùng một ngày. Dự kiến là sản lượng dầu của Nga trong năm 2022 vào khoảng 480 đến 500 triệu tấn. Châu Á đã lần đầu tiên vượt qua châu Âu để trở thành khách hàng mua dầu mỏ lớn nhất của Nga. Ước tính Ấn Độ và Trung Quốc đã mua hàng triệu thùng dầu thô từ Nga với giá ưu đãi. Bộ Tài chính Nga cho biết thu nhập từ dầu mỏ và khí đốt của nước này dự tính tăng thêm 1.000 tỷ rúp, tương đương với khoảng 14,4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Hãng sản xuất sữa hàng đầu nước Mỹ Abbott đã mở lại nhà máy sản xuất sữa công thức cho trẻ em ở bang Michigan sau một thời gian đóng cửa. Động thái này được cho là sẽ góp phần ổn định nguồn cung, giải tỏa áp lực thiếu sữa công thức cho trẻ em ở Mỹ. Abbott cho biết sẽ cho ra mắt dòng sữa công thức mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng vào ngày 20 tháng 6 tới. Tuy nhiên, vẫn sẽ mất vài tuần để nguồn cung sữa công thức trở lại bình thường.
Tháng 5 vừa qua, thì Abbott thông báo sẽ lập quỹ trị giá 5 triệu đô la Mỹ để bồi thường cho các gia đình có con phải nhập viện sau khi dùng sản phẩm sữa công thức mà hãng đã thu hồi. Mỹ đã rơi vào tình trạng thiếu nghiêm trọng nguồn cung sữa công thức cho trẻ em trong tháng 5 vừa qua. Ban đầu là do ảnh hưởng của việc tắc nghẽn chuỗi cung ứng và thiếu nhân công do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thì tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Abbott trong tháng 2 thông báo thu hồi loại sữa công thức được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Michigan và đóng cửa cơ sở này do bị nhiễm khuẩn. Abbott chiếm 40% thị trường sữa bột cho trẻ em. Nhiều nhóm vận động tại Mỹ đã triển khai chiến dịch nhằm ngăn chặn tỷ phú Elon Musk mua mạng xã hội Twitter trong lúc giới chức chống độc quyền nước này đánh giá về thương vụ. Và thông tin chi tiết sẽ có trong phần tin vắn quốc tế. Twitter thông báo thương vụ bán mạng xã hội này cho tỷ phú Elon Musk đang tiến gần hơn tới giai đoạn ký kết khi qua hạn chót thẩm tra của cơ quan chống độc quyền Mỹ. Ông chủ của hãng xe điện Tesla đã đạt thỏa thuận sơ bộ mua Twitter trị giá 44 tỷ đô la Mỹ. Thỏa thuận này cần được một số cơ quan quản lý xem xét và các cổ đông của Twitter thông qua. Tuy nhiên, một liên minh các tổ chức phi lợi nhuận đã khởi động chiến dịch nhằm ngăn chặn thương vụ này. Các bên tham gia chiến dịch cho rằng tỷ phú Musk mua Twitter chỉ để đánh bóng tên tuổi. Việc để thương vụ tiếp tục sẽ là cơ hội cho chủ nghĩa cực đoan lộng hành với những bài đăng có hại, thù hận và xúc phạm được cho là sẽ gia tăng trên Twitter. Ngày 4 tháng 6 tại Trung Quốc, một tàu cao tốc đã bị trạch khỏi đường ray khi đang di chuyển tại địa phận tỉnh Quý Châu, khiến lái tàu thiệt mạng và ít nhất 8 hành khách và nhân viên trên tàu bị thương. Nguyên nhân khiến tàu bị trạch đường ray là do đâm phải một đống rác nằm trên đường ray tại khu vực gần một đường hầm. Theo cơ quan quản lý đường sắt Trung Quốc, đoàn tàu bị trượt khoảng 900 mét sau khi tài xế phát hiện điều bất thường trên đường ray và phanh khẩn cấp trong vòng 5 giây. Nhờ các bức tường dọc đường ray mà đoàn tàu không bị trượt bánh toàn bộ. Toàn bộ hành khách sau đó đã được sơ tán khỏi tàu để cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Vaccine do hãng Novavax của Mỹ đã được cấp phép sử dụng tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là châu Âu, để ngừa bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh các chuyên gia đang cân nhắc việc sử dụng loại vaccine này tại Mỹ, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine này. Ngay sau khi thông tin này được đưa ra, cổ phiếu của hãng dược phẩm Novavax đã giảm 20% trên sàn giao dịch chứng khoán New York. Một công viên tại thủ đô Santiago của Chile mới đây đã sử dụng hình ảnh một chú chó thông minh chuyên thu gom rác để gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường. Nhân vật truyền cảm hứng cho chiến dịch này chính là Sam, chú chó 5 tuổi. Tất cả bắt đầu khi Sam và chủ của mình là anh Gonzalo Chiang nhiều lần dừng chân tại khu vực xanh nhất của thành phố để nhặt chai nhựa, khẩu trang, bao bì thực phẩm. Chỉ riêng trong tháng 4, cả hai đã nhặt được 602 chiếc khẩu trang, 585 chai và 304 vỏ lon. Những vị khách như anh Gonzalo Chiang và chú chó Sam đã truyền cảm hứng cho ban quản lý để đẩy nhanh việc nâng cao nhận thức của người dân và triển khai phân loại rác. Ấn tượng trước hành động của Sam, các nhân viên của công viên Pacoemet đã quyết định sử dụng hình ảnh của chú chó trong chiến dịch bảo vệ môi trường trong công viên. Chú chó đã trở thành nhân vật trong truyện tranh mang tên Sam, người hùng công viên, nhằm gửi đi thông điệp nhắc nhở du khách không nên xả rác mà hãy sử dụng một trong 40 điểm tái chế trên khắp công viên. Họa sĩ đã khắc họa hình ảnh Sam và thông điệp rất tốt. Công viên không phải là nơi để đến và xả rác bừa bãi. Bạn hãy mang đến các điểm tái chế. Hình ảnh chú chó Sam đã tác động tích cực đến nhận thức của mọi người nhiều hơn so với dự kiến. Chiến dịch đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt của người dân. Hình ảnh người hùng bốn chân khoác trên mình chiếc áo màu cam đã lan truyền rộng rãi một cách bất ngờ tại nhiều trường học và cả trên mạng xã hội tại Chile như một chiến binh bảo vệ môi trường.